Con tên là Tường Anh, học lớp 5.3. Sau đây con xin gửi đến thầy cô và các bạn một trích đoạn trong câu chuyện Không Gia Đình, tác giả Hector Malus, nhà xuất bản Văn Học. Qua những việc ấy và bao nhiêu việc khác nữa, từ giọng nói, cách nhìn, cái vuốt ve cho đến những lời chắc mắng ôm tồn, tôi yên chí bà là mẹ tôi. Tôi được biết bà không phải là mẹ đẻ mà chỉ là mẹ nuôi. Như thế này đây, làng tôi gọi là làng Savanong. Nói cho đúng thì đó là cái làng ở đấy tôi lớn lên. Tôi sống thời thơ ấu chứ tôi làm gì có quê hương, có nơi chôn nhau cắt rốn. Cũng như tôi không có cha mẹ gì cả. Làng Savanong là một trong những làng nghèo nàn nhất ở miền Trung nước Pháp. Không phải nghèo vì dân làng chơi lười, mà chính vì nó ở vào một vùng đất đai cằn cỗi. Đất mặt rất mỏng, muốn mùa màng tốt phải có phân, vôi, mà những thứ này trong vùng quá hiếm. Vì thế, người ta thấy ít những cánh đồng trồng trọt mà nhan nhản những đám cỏ hôi cây dại. Hết những đám ấy thì là địa hạt của những lăng dơ. Trên các lăng dơ cao ấy, gió lạnh thổi rác làm táp những lùm cây thưa thốt, cành nhắn vặn vẹo quay cuồng. Muốn thấy cây cối xanh tốt thì phải rời bỏ cao nguyên, xuống các thung lũng cạnh sông. Ở đây có những cây dẻ cao to và những cây sồi vạm vỡ. Cái nhà tôi sống những năm đầu của tuổi thơ ấu dựng trong một thung lũng như thế. Trên bờ con suối nước chảy xiết đổ vào một phụ lưu của sông Loa. Cho đến năm 2008, tôi chưa hề thấy đàn ông trong nhà. Tuy má tôi không phải là quá bụa, chồng bà vốn là thợ đá đi làm ăn ở Paris như phần đông của những người thợ khác trong vùng. Từ ngày tôi bắt đầu hiểu biết về sự việc chung quanh mình thì tôi chưa thấy ông ta về làng lần nào. Con mong thầy cô và các bạn sẽ dành thời gian để đọc câu chuyện này. Con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.